bằng là giờ chứ ở một đó đó đấy, ở đó có bờ bà ở đó đấy. Đó, dạ, đây, dạ. Đó, đó. Đó không mặc đồ à? Đó, con đó đó. Tương đối đó, hồi qua tuổi nhắc chết mạc nè, không ai biết. Ôi trời, ừ, dạ. Chưa giờ. Con Bình. À, con. Tại vì con về con kêu con kêu quay xéo, con có quay như bằng dưới con rồi cho má con bé. Bà chị bác đem luôn thùng sữa vô ấy luôn gì. Em vô chị ơi. Con không sao không? Để vậy. Bả đi chợ rồi. Làm cô vô đây, cô vô đây. Cô vô đi con. Cô vô đây nhận quà cho mẹ. Vô đây con bé. Con đừng có quay cái chân của chị đó nha. Con vô đây đi. Vô đi con. Rồi bà đi đâu mà. Đây, rồi cô Bùi Thị Tuyết Mai nghe con. Rồi, đây là quà của em Tuyết Mai gửi tặng cho chị Loan, chị bị bệnh tâm thần. Đây là đứa con trai của chị. Dạ bà, vừa rồi thì bọn con cũng có vô sốc bên trường hợp của bà. Thì Mạnh Thường Quân cũng thấy hoàn cảnh của bà thì cũng gặp xúc động nên có gửi ít quà tình thương đến cho bà. Gồm một phần sữa với 1,1 triệu. Trong này là 1,1 triệu quý Mạnh Thường Quân gửi cho bà đây, bà kiểm tra lại tiền. Đây nghe bà. 1,100,000 do là phải công khai minh bạch nên là con cái dạ. Mẹ cô. Con vô luôn đi con đây. Vô với con đi. Để cho qua đi. Dạ, thưa với bà thì ngoài những phần quà của chỗ em Tâm, em Trung rồi kêu gọi thì con cũng có một Mạnh Thường Quân xin dấu tên là Tiêu Thị Thu, nhưng mà tên sao con không nói được. Gửi đến bà là món quà là 500,000 đồng. À, em đó là gửi lời thăm bà, kính chúc bà là năm mới sức khỏe nha. Cảm ơn cô. Qua đây thì câu lạc bộ Vòng Tay Nhân Ái Nghĩa Hành cũng như chị Võ Thị Bá dân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã chung tay ủng hộ những phần quà tình thương đến cho cụ Trần Thị Mẹo. Xin chân thành cảm ơn và chúc cả nhà ngày mới an vui và năm mới thành công hơn nữa. Cũng xin phép nói luôn với quý Mạnh Thường Quân là bà là hộ gia đình này là rất khó khăn, là giữa em Trung và em Tâm có đi khảo sát thực tế thì biết là bà hiện tại ở đây là ở tạm đất của nhà nước chứ không có nhà cửa đó. Thì hoàn cảnh này là do em Trung với em Tâm tìm hiểu và biết, thì hôm nay thì các em cũng nói là thôi thì chị đồng hành vào thăm bà luôn chứ. Thật sự thì thấy từ 6 giờ quý anh chị em trong đoàn đây cũng nhiều hoàn cảnh, nhưng mà thấy hoàn cảnh của em Trung, em Tâm phát hiện như thế này là nhiều người rất là đau xót. Thì chúng con sẽ mong là một ngày nào đó bọn con sẽ qua lại thăm bà nữa. Bà, cũng dạ, 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 không có gì bà. Thì cũng mong là quý Mạnh Thường Quân của em Tâm, em Trung cũng như bé, cũng như quý anh chị thì kết nối để có thể là chúng tôi sẽ... được cái sự tín nhiệm của quý Mạnh Thường Quân thì anh chị em chúng tôi sẽ mong những món quà đến thăm bà một lần gần nhất. Và cũng xin chân thành cảm ơn các quý Mạnh Thường Quân. Quay em bé đằng trước, quay mặt em bé ra. Thưa với quý anh chị em trong đoàn là đây là hoàn cảnh ba cháu nhỏ nè. Bé này mới bà ngoại bà bị có lỗ mũi cháu mất rồi. Dạ. Tức là ba cháu nhỏ là bị bệnh mắt. Bây giờ cháu đây em tải thóng mà mở mắt không có ra. Thì thưa với cô, với bố cô các cháu thì vừa qua thì chỗ em Phạm Thanh Tâm với em Trung thì có vào đây trao quà cho mấy cháu nhỏ, thì có sự đồng hành của bé nữa thì cũng có trao những món quà đến ba cháu. Thì Mạnh Thường Quân họ xem trên Facebook á, thì họ thấy thì họ có hỗ trợ thêm cho các cháu những món quà. Thì hôm nay chị bé với Tâm với các em sẽ vào đây thăm và trâu. Thì trước mắt là trâu ba món quà của, đầu tiên là của cháu Văn, cô Dấu Văn ở Hành Trung 200,000, của em Đạt Hoàng ở Sài Gòn 500,000 đồng, và của cháu Võ Ngọc Mỹ Duyên ở Nghĩa Phương 500,000 đồng, tổng cộng là 1,2 triệu. Sau đó là thêm có quà của chỗ Phạm Thanh Tâm kêu gọi nữa. Thì con xin cho đến gia đình nghe. Đây con cầm đi. Không thấy mà anh nghe anh biết. Anh nghe. Con cầm đi. Rồi. Dạ cô cầm. Dạ. Cô đang cũng có đứng sống rồi đó.
Tức là theo chị em hả? Hay là chị em như cụ đây là không có neo đơn, không có con kế gì hết, không còn con nên là bà nhà xuống đây bà là em ruột mà ở nhà bên đây là bà nấu ăn đem qua cho bà. Là bà là ở nhà bên kia, nuôi cụ đây là neo đơn không chồng không con, cụ ở như thế này. Cụ bị lẳng nên là 90 tuổi, gì tội nghiệp đó trời. Dạ, thưa với con thưa với hai bà, thì hôm nay được đồng hành cùng với em Tâm, với em Trung, với cháu Lan và em Bình với một số anh chị em, thì con vào đây là thật sự thì cũng không biết nói gì, như là đào có năm mới thì chị em chúng con cũng có những món quà kính biếu đến quý bà. Thì trước tiên là con xin trích 500.000 của Mạnh Thường Quân, xin giấu tên là Tiêu Thị Thu, còn cái tay sao con không thể nói được, con xin phép con khoe đến cộng đồng mạng như vậy. Thì gửi đến cụ là hai cụ là 500.000 đồng, rồi có như là mấy em sẽ tặng thêm. Ok, con cảm ơn mấy cô mấy cậu có lòng rồi, cảm ơn. Bây giờ không biết rồi thì quý Mạnh Thường Quân cũng con có đăng clip của hai bà, thì quý Mạnh Thường Quân có chúng ta gửi cho hai bà một thùng sữa với một phần quà là tiền mặt, trị giá là 350.000 đồng. Đây là 350.000 đồng đó mọi người. Cảm ơn. Dạ, đây cô công thêm. Con đưa cho bà nghe, bà cầm cho bà mừng, bà chạp bưu lại cho bà ra cho bà cầm bà ngáo lấy tự bà. Dạ. Biết rồi, bà lẳng nhưng mà không đưa là bà buồn. Đưa thùng sữa cho bà cầm. Đây, đây. Đó, cho bà nhìn rồi bà buồn. Nó tới nó cho tiền, chị neo đơn đó. Bọn con ở Tú đi Nghĩa Hành á. Bà hỏi là con ở đâu vậy, bà hỏi em á. Dạ con ở Nghĩa Hành lận bà. Dạ.